Chào mọi người, đã đến với channel của gia đình nhà gạo. Mọi người tưởng là không có đưa gạo đi bơi được mà thôi, bất chấp luôn. Sắp phải đi về rồi nên là quyết định là sẽ cho gạo đi ra cái hồ bơi. Hồ bơi này là sát bên cái phòng hai vợ chồng ở luôn á, để gạo bơi. Mặc dù nó hơi lạnh mà thôi, cho con gái chịu xuyên gió một tí xíu hả ba? Ba mẹ của cái lạnh. Mà được cái là sáng ngày hôm nay á, thì trời mặc dù là mưa nhưng mà bây giờ cũng hết mưa rồi, mà không có gió nhưng mà cũng đỡ không anh ha. Đỡ lạnh mưa quá. Gạo bơi nè, gạo rất là thích nước nha mấy cô chú ơi. Chú xuống nước đạp rồi, đạp đi. Được cái là gạo rất là hợp tác, xuống nước không có khóc. Từ hồi đầu tiên mà Phi cho gạo đi bơi cho tới bây giờ là lần đầu tiên đi bơi luôn, xuống nước luôn. Không khóc luôn. Đó là gạo đi bơi ở hồ bơi gọi là thủy lực phải ta, là mấy cái hồ nhỏ nhỏ dành cho mấy em bé. Gạo đã bắt đầu đi bơi từ hồ gạo 2 tháng mấy ngày á. Cười quá, cười nhỉ. Khi đó là gạo còn nhỏ và gạo không có nằm được cái phao này, mà mấy em bé nhỏ như vậy thì phải dùng cái phao cổ để mà bơi á. Còn bây giờ thì gạo gần 6 tháng rồi, cho nên là quyết định là sẽ cho gạo thử cái dạng phao này ha. Thì gạo nằm bằng sắt gọi là thông nghị cũng khá là tốt rồi. Bởi vì là Phi và anh Tuấn đều thấy gạo rất là thích nước, cho nên là quyết định đó là sẽ cho gạo tiếp xúc với lại nước càng nhiều lần càng tốt. Là khi nào mà có thể là đều có thể đưa gạo đi bơi đó. Thậm chí là ở Sài Gòn mình cũng hay đưa gạo đi bơi ở hồ nhỏ, mà thậm chí là ở không gian lớn ngoài trời luôn, để cho gạo có thể là đạp. Gạo có thể là thay đổi không gian. Là hả, khi mà cho đi ra cái hồ bơi hay là không gian lớn thì gạo không sợ luôn. Mặc dù là mới lần đầu thả xuống, khi mà mới thả xuống thì em ấy cũng hơi bối rối, nhưng mà khi mà có mẹ xuống cùng thì hả, em ấy bình tĩnh trở lại, nên là có thể là tận hưởng được cái buổi bơi đó thật là tốt. Trộm vía ha, vì khi hay là cũng có một số em bé sợ nước á, xuống hồ bơi là khóc quá trời luôn. Khóc nhiều lắm, nên là mà cứ nghĩ là một phần là do nhiều khi ba mẹ cũng đưa mấy bé đi bơi trễ, cho con tiếp xúc với lại nước trễ, cho nên là khi mà con lớn rồi á, con cảm thấy là cảm giác là sợ nước. Còn nếu như mà những bé nào mà được tiếp xúc với nước từ sớm, cũng như là gạo đi khoảng 2 tháng mấy tiếp xúc với nước đi, thì tôi thấy là cái khả năng mà dạng nước của con nó được tốt hơn. Hy vọng là sau này gạo sẽ bơi giỏi nha, đừng như mẹ nha gạo. Mẹ là chỉ có nhu cầu xuống hồ bơi thôi chứ mẹ không có bơi. Hãy như ba, đừng như mẹ đó. Chúng hai ba con bơi kìa. Cái gì cảm xúc đi con? Nè, dạ, vui không? Vui không? Đó, cười kìa. Chiêu không? Đó, đúng rồi, làm cái đúng rồi, quẩy nước đi. Quẩy nước. Hồi vô nha. Sau cái này bắt nè. Xong ngày làm việc mệt nhọc quá, thế đưa con đi bơi đi chơi thì vui lắm. Đứng ra, cười em. Thôi đi vô ha, đi vô nha. Thầy muốn bơi tiếp, thầy muốn bơi nữa. Chào, con nhìn xa xăm gì con? Ê. Rồi đi vô. Đó, rồi vô. Ra bơi vòng nữa rồi vô đi con. Đi dưỡng nha. Rồi, chú thích chưa kìa.
Dung cái mặt nạ được không? Hãy hai cái tiếng xuống trước.